Cho nó chạy nha. Rồi 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 rồi. Một. Hai bé đẹp, tao dở lên. Được rồi, tính nha. Một. Hai. Ba. Bao nhiêu, bao nhiêu? Cái gì vậy? Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Người phụ nữ yêu dương chỉ còn nhận lấy yêu phiền. Tôi chào gì vậy kìa? Chào lên. Chào lên. Chào lên. Tao đã đúng rồi, tao vừa đứng hết. Chào luôn. Chào luôn. Nước tức bò mà nó giỡn rồi trời ơi. Hello các bạn, thì hôm nay mình dẫn mấy đứa nhóc đi chăn bò này các bạn. Tôi về tự nhiên rồi mình cho mày kêu hai thằng khùng nó ra đó đùa nấy béo vậy mày. Thì nó thích rồi bác, nó kêu hôm nay nó rủ mình đi sinh tồn các bạn sẽ như sao, hôm nay nó rủ tao đi sinh tồn mà Phúc. Đúng mà tao mình mà nó kêu đụng miếng hết chuyện giờ trời dài mà đi sinh tồn có gì đâu. Cái kéo này người ta nó rè nó bắt hết mẹ rồi bây giờ rồi nó đưa đồ nó nén cơ các bạn, người ta đốt luôn mà nén thí mẹ rồi nó ơi dưới mường nó bắt ốc ừ. Ý là mày cái mày nó không hay là tự đi nó tự nó đủ tao đi chơi tuần mà tao không đi, hai thằng đủ nhau đi bác, kêu thâu này đợi nó đi kiếm màu đồ gì à làm ẩm thực mà Phúc. Ê. Thấy hàng đã tậu không thì mình tình cờ mình xuống đây mình mà ai ngờ mình với Phúc xuống đây thấy nó hàng nó đang lặn lội bắt bắt cua hay bắt ốc kìa mày. Ờ bác gì bác ai biết mẹ nó bác kiếm mua kìa giờ tao mình với Phúc muốn nghĩ ra ý tưởng là đâu anh em mình trời nè tôi nói cho nó uống lộn cái mẹ luôn chứ không mình phải cầu lắm mình trời đấy các bạn. Nhưng mà mày biết đúng không, mày thấy biết ngay cái mặt nó vậy hả? Đó là lộn bùng bia vậy lấy đất lấy chị không lấy là chị bia cho nó nhập viện luôn. Cái đầu cha mày cái đó bia đó cái gì cả đảo á đất mẹ ừ đất khô khô quá đi mày làm bùng đi lấy cái này hút bùng đi ông đậu ư. Nhổ chỗ nào khô khô tí vậy má nó ướt nhịp đó mà nhổ được không cô nhổ lên cô thấy cục vàng nghĩ YouTube luôn ạ. Rồi đó nó chưa rất là thiết cái bò này làm gì để dành bán mày quát này cái xe ông vai quên quát này đi tắm biển rồi nha các bạn, quát này đi tắm biển cùng gia đình và vợ con rồi chào má anh em mình trôi nấp luôn. Ha ha ha.
Đấy giờ thiết. Đấy giờ thiết có bia không nhá, bia. Bé này làm gì hai người bé bé gì vậy? Bé không cho bé rồi. Ủa mình làm gì bé có vừa hai này uống lộn rồi vậy? Bây giờ trưa nắng nãy giờ thiết có bia không à? Đồ mày. Chai bia. Phúc bia. Anh quay phim nãy giờ đây. Rồi tao có biết mày đang cuồng lấy mắc dạy quá. Chai bia, nãy anh bia em đây. Tại sao tao cho cầm ông bia đi vậy? Nãy tao thấy sao bia sao này? Quá mày núp đâu mày thấy biết? Tao núp giờ thấy nè. Tại sao không nói? Dạ mày núp. Tao thấy sao nó bia lại, xanh bia lại sao này? Thiệt luôn á. Thiệt nó cũng lộ anh. Thiệt nó núp chắc nó bia chai. Thiệt lớn ai không? Tại sao đi xin tồn mà? Ai không? Không anh xin lỗi. Ai? Ai không? Phúc, Phúc, Phúc. Anh quay phim sớm giờ. Có ông kiện như thế này. Anh kìa, anh biết không? Mày nó cũng... Mày nói mày nó cũng lì hô luôn à. Chứ ông biết mà mày hôi phan, biết không? Ông nghe gì đâu mà mày hôi phan, biết không mày? Mấy mày mày cứ bị, mày bị đau vậy? Đúng luôn ra đâu. Mấy mày ghen nó sao đâu? Tao mày vô làm hôn mày. Hả thì đánh ốc tiếp đi. Nãy bác tưởng gì đâu, nãy em tưởng gì đâu. Em một lô mà, con biết rồi hả? Nãy giờ anh dẫn lâu đi, đi xuống coi bác tưởng gì vậy đây. Chị em đang bắt được. Tụi tao dẫn lại bên trước mày để làm gì bị uống lộn mày. Anh xuống mà, anh xuống anh bò được em biền thôi anh. Anh chẳng biết thôi sao. Anh em mà đã đoàn kết lẫn nhau. Không phải là mày đụng đó, nó lớn. Chơi ra chơi đi. Lớn sang quanh mạng trước mà làm gì mà nói. À anh Sang đừng nói như vậy nữa. Anh xin lỗi em đi. Thì nói sao, Sang có nói ai bia ai bia. Mày phải nhẹ nhàng bạn lại. Vậy vậy vậy. Cho nó không bia mà đụng mày, mày bia nó chiêu chiêu. À vậy con nó bia bắt rồi. Chị em đang bơi, đang bơi bò. Thôi đi mày không đi, lỡ rồi không. Xin lỗi ông Sang đây. Tự nhiên con ở đây vậy đâu, xin lỗi cậu thiếu mà xin lỗi. Con ông Sang xin lỗi ông Sang. Ngoài này đi rồi đâu không? Sao nó ngứa đít vậy? Thôi anh đi theo đó, anh đi mình theo đó xin tồn rồi. Đây nha, bé này mày nghĩ sao mà trưa nắng giờ mày đi xin tồn như lẹ vậy mày? Ừ, đang đứng nhìn cục tức này. Bé vừa làm tất cả, chị không muốn làm rồi. Đồ mẹ nắng bé mở tầm này ít chứ đuổi sao nào. Bán con che ơi. Bán con mẹ ơi. Bán rồi ăn cũng hết sao nào. Bé nha, bán đường như nào, coi lên vô coi. Bán đường như nào, anh làm rồi. Lẹ có, bán cửa nào. Đâu.
Ông là chỗ mày ông được con lạ đây. Nè. Tao. Đây nè. Ai vô vậy? Ai ai vô vậy? Ông đâu? Bye bye. Số người phải gượng như là ăn vậy? Thì đang bắt ăn chút ngay đầu đâu biết gì đâu. Có ăn là ngon không mày? Hả? Có ăn là ngon rồi không biết nữa. À, xanh nó bắt nhiều hơn xanh hả? Lên đây xanh. Rồi đây ốc gì đây? Ốc bé ơi. À, ốc đen bưu điên. Ở đây là ốc bé ơi, xong nha các bạn. Ốc bưu điên. Bưu điên ở đèn đó mày. Đồ phải giờ mà bắt vừa như vậy. Ông đi chúng ông hút nào. Bắt được như vậy đây nữa mới ăn mới được em mới đủ em mới đây sao sao đủ được ít quá đồ anh em nói nữa bây giờ có thích nhìn này để con xin đeo ăn rồi anh em muốn bắt đang bắt chưa nữa đây thôi mệt quá không bắt ở đâu xuống bắt con anh cũng cái anh đang xuống bắt ơi anh đi phúc cái gì vậy thằng nào đi sinh tồn đây giờ hai bé bắt đủ thằng nào bắt nhiều hơn đã thắng được chưa tại Dương Phúc bắt mình kìa ừ xuống đi đây đi tao gọi người như vậy còn đúng cái này đều không dây rất dây đâu bữa chữa tao đau hết rồi nha mày cái mày cái sao luôn nghe đâu sao đi xuống mấy cái ông này gặp tao nó sợ phúc hiểu không nghe miệng kể cho anh còn thiết là nhỏ miệng gây dí quýnh luôn à cái nào không nó lớn tao miệng anh em xuống đây ừ. Ừ. Cái gì vậy cất người ta dơ với mày làm cất cây nhéo giọng mày nhéo giọng mày hầu mày làm như là anh không mày cho cái gì mà bắt con chim gì đó ụp lại ụp lắm có quà ụp cái đó cất lên chụp bạn chim mày bây giờ mày kêu con gì con ớt đây cái đầu già đủ rồi tao đang bắt tạt cái đầu hết là tiêu tính cái mẹ mà luôn tính nhà này chứ mày nhỏ mấy anh khùng đưa nén đi bắt ốc bây giờ tao chung cái đèo xuống tao bắt đã đâu mày đã đâu 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 bỏ cái bìa luôn mày ập cái theo làm sao cái gì ập lên đến đi nó cho hết nước cái tay nó cốt kìa đâu lạc cái bó lên trai ra đây trai sang 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 đủ mày tao bắt đường quá này, anh toàn lên. Đây, ba cưới hả? Mẹ cưới à? Đúng rồi. Đủ mày một quá rồi, anh làm cái gì? Lên xe đâu? Nhanh lên xe đâu? Lên đi tiền hết. Nhanh đi, đông đông chụp cho nó dở, cho nó chạy mất này. Dọn đâu? Nhanh lên. Đi qua đây luôn, mày đi vòng tròn nữa đi, xe đâu? Nhanh đi xe đâu? Nhanh đi xe. Bỏ đây, bỏ đây, bỏ. Bỏ đây rồi. Bỏ rồi. Tao xuống đây. Đi xuống. 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 Canh canh đi. Được. Canh canh đi. Chủ quá rồi. Nãy tao. Đâu, đứng hai bên đi. Mày mà thấy con đâu không? Sang, thấy, sang ngồi sát vô sang. Ấy là không? Mày mà thấy con đâu? Thấy không thấy? Cái chân nữa. Đụng bụi năm đeo này nó nhảy lên đâu. Sang ngồi sát vô sang. Chuẩn bị tụi nó ập nè, chập nè nha. Nó mà xảy cái là mày bèn đoàn cả tao nha. Rồi. Coi liền hồn em ạ. Vô vô chụp đi chụp cho nó chạy nha rồi một hai bé là tao dở lên tao tính nha một hai ba bao nhiêu này ai 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 một chân rồi đi ăn tức rồi chết rồi nó chạy mất mình chạy đâu thấy mà thấy trùng chân cứ đi đâu mẹ mày đùa có chuyện cần thiết cho tôi mày hả chết gì mày thấy ngất được đi đừng sợ mày thôi lỡ thôi lên bờ đi lên chứ muốn gì mày thôi đi qua nhà bác đi đưa đây muốn đi qua bên kia bác đi còn không? Đạp nó xuống. Giờ này mày đi nhảy nữa đủ bụng. Xuống nhảy nước nữa. À đúng rồi, mày đá xuống tao tao đá xuống nữa đẹp. À đủ mấy nước cất bò. Nước cất bò. Khi nào thôi tao má luôn. Không thể nào luôn. Quan có mày này đổ không vào. Quả mà đố đây ông Trang luôn mày.
Hai đứa chim vậy? Ừ, xuống ở trời, nó không được ngoài không giờ mà. Tao ăn thôi. Mẹ mày trao vừa bãi tao với mày. Trao vậy chứ này. Trời nhiều dữ kìa. Đồ bánh nói trao nhiều dữ kìa. Trao luôn. Trao đã. Trao luôn. Trao luôn. Nước tức bò mà nó giỡn rồi trời ơi. Xíu, xíu. Đủ 3 phút đấy. Không phải, không phải. Sao nào chạy về, tao chú này, đủ vào mày. Chạy về, tao chú này, mày mày chơi, sao mày, mày nó xô tài mày. Ai biểu mày, mày đo đã rồi tao. Mày nước cứ bò chứ. Mày đo đã, tao cũng nhân thức đây, đủ không? Sao mà đó được?